Điểm nóng Thanh Xuân Trung, Hà Nội vượt mốc 300 ca Covid-19, chỉ sau một tuần kể từ ngày ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, đến nay, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có tới 301 trường hợp dương tính, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 5 khu vực trọng điểm về dịch bệnh là phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hoàng Liệt và Giáp Bát quận Hoàng Mai, Văn Miếu và Văn Chương quận Đống Đa. Trong đó Thanh Xuân Trung là địa bàn nóng nhất với việc ghi nhận hàng trăm ca dương tính. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, Thanh Xuân Trung đang là một trong những điểm nóng phức tạp nhất trên bản đồ dịch bệnh của thành phố Hà Nội hiện nay. Để khoanh vùng dập dịch, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã tiến hành phong tỏa ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, thành lập sở chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID-19 ngay tại địa bàn. Đặc biệt, sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhắc nhở về tình trạng lỗ hổng trong vùng đỏ khi một số người dân vẫn đi lại trong khu vực phong tỏa, quận Thanh Xuân đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, tổ chức truyền thanh, loa lưu động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tuyệt đối ai ở đâu ở đó. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, chúng tôi đã thiết lập 3 vòng bảo vệ Cùng với với lực lượng cơ động kiểm soát và lắp đặt camera để giám sát, đồng thời đưa lực lượng xung kích bao gồm lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên xung kích vào làm nhiệm vụ trong vùng dịch đảm bảo mọi người ở trong nhà. Cùng với đó là hỗ trợ người dân lương thực ngay tại nhà, ứng phó các tình huống phòng chống dịch, tiếp nhận kịp thời các trường hợp phải cách ly tập trung. Quận Thanh Xuân đã kích hoạt khu cách ly tập trung có quy mô 500 người tại tòa nhà chung cư tái định cư A1, phường Kim Giang, tại ổ dịch tại phường Giáp Bát. Quận Hoàng Mai đến nay đã ghi nhận trên 40 ca dương tính liên quan đến 4 tài xế đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Quận Hoàng Mai đã mở rộng vùng phong tỏa khu vực ngõ 24 phố Kim Đồng, ngõ 897 đường Giải Phóng với khoảng 500 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Đồng thời tổ chức lấy 8.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn phường nhằm phát hiện bóc tách F0 trong cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa triệt để. Lúc đầu chúng tôi phong tỏa hơn 200 hộ và đến nay là 500 hộ. Số ca mắc đã giảm lại và chủ yếu là các trường hợp F1 cũ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, CDC Hà Nội liên tục phát thông báo, đề nghị tất cả người dân, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ấn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid 2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!